Tại đi mang hờ theo cái ruột xe nữa. Yeah. Sợ mà có gì vô cho tụi nó thay. Yeah. Chúng tôi đưa cái ba cái ruột dở. Đúng rồi, mệt lắm. Đem chắc căng. Mang hờ theo cái ruột. Yeah. Chào bà, ông ấy là lại trở qua chúc Tết bác. Về bác. Về hello. Về nhà mà đi về nhà. Mấy chế. Đi giỏi quá à. Bác ngoài xe cũng giỏi à. Đi ngay chào bác. Hôm nay tôi qua chơi một xếp. Chào bà, ông ấy lại trở qua chúc Tết bác. Đi bác về bác. Dạ hả Lộc. 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 Mấy chế. Dạ cảm ơn. Hả Nam hai đứa nó cao kìa. Anh Trí, anh Trinh trả tỷ, tỷ hai anh lấy lợi đó. Mà người ta buôn bán một năm như vậy là cao lắm, giỏi lắm, là chừng 50 triệu, 100 triệu thôi. Hai là 2 là 4-5 triệu. Công chuyện bên bích. Rồi, nó cao kìa, nói cho bánh nó cao, nó cao. Cho anh nhìn đẹp gái không? Tụi em không có đi đâu đâu, cứ là vòng vòng hay. Mới sáng này chạy lên chùa Đại Ninh đó chị. Đi lên hồi đó giờ đâu đi, nó nghe nói chùa Đại Ninh chứ đâu biết ở đâu. Ở đâu? Mới sáng rồi đi. Xa. À, mình đi lên cầu Đại Ninh chỉ thôi. Nói chung là đúng rồi, nói chung đi cũng không xa là đi lên hết là chưa tới Đức Trọng. Qua khỏi cầu Đại Ninh. Xong rồi mình đi một đoạn, mình chạy đoạn có cái... Dạ. Đó là chưa vô thành phố Đà Lạt. Dạ. Là đi như vậy. Dạ. Còn nếu mà muốn vô trung tâm Đà Lạt á thì nó có cái đèo như rù rì vậy đó. Không có đi vô trung tâm Đà Lạt, đi ngoài. Đi ngoài. Chưa vô. Có nghe nói đó là vô đi đường Đương Dương. Ở Đương Dương. Đương Dương. Dạ. Xong rồi xuống đèo Sông Pha. Đức Trọng rồi tới Đương Dương. Ờ Đương Dương. Nó nói là chưa vô trung tâm chưa qua đèo nào đó. Nó dưới đây. Dạ. Tức là qua Đức Trọng. Đi đường đó rồi thì em nghe đường Dương chứ em cũng chưa có đi đường đó lần nào á. Tại vì mình chưa đi. Tại vì chị anh cứ quan đó vậy chưa đi bây giờ mới năm nay phải Sông Pha đi. ai chạy à? thì xe Honda mà thì đi hôm nay nhưng mà ai chở quan ngồi vậy thì nó sợ tắm biển. Được biết ai á, được biết ai rằng được hỏi thôi coi. Không nói tụi nó nói Phan Thiết xa lắm. Sao Phan Thiết xuống bọc lại sao? Tại vì từ Phan Thiết nó... Đi đường là phải đi Phan Thiết chơi á. Nhưng mà... Nó nói chơi Phan Thiết nó gần á.
đây ra đó chị có coi cái cũng bay thời tiết nguyên và nguyên nhớ đi Nha Trang không, đi mười mấy ngày đó đi Sam Đa đó có quay phim được. Vậy em chưa đi em... trước là tại vì cái xe nó chở cùng cành quá, giống như mình đi hát dạo vậy. Dạ. Rồi tới đâu hát tới đó, thành ra nhiều đòn. Bây giờ mình đi xe không đi chỗ nhỏ chưa biết là rồi nó muốn dẫn đi đây chỗ biết luôn mà. Dạ. Đó là cái nhà bác chạy giỏi hay ha. Mình đều nói vậy chứ mình cứ từ từ đi ha bác ha. Dạ đi cứ nghe mệt cái nghỉ. Ông đợt này á là Minh La Thăng lên ông cho tốc độ nó nhanh lên chút rồi. Lần này chạy nó đỡ yếu chết. Dạ. Mấy năm trước thì nó lúc ờ, công an nó trốn hết rồi sao á. Dạ. Ủa, cũng là mạnh tay lên vậy đó. Cũng là dưới công an nhóc hết rồi qua khỏi là có thì đây không có. Nhưng mà đường anh thấy chạy sướng hả? Dạ đường giờ ngon mạnh rồi. Đường chạy quá rồi sướng. Đi về á, cái bắt đầu tới qua Thanh Sơn. Hạng đá xúc lưu á, bây giờ cái đường hạng đá xúc lưu quẹo qua về chặt bơm nó làm sạch sẽ luôn rồi. Tức là giờ bây giờ em nghe nói là đi là nếu mà đi ra là mình đi cái đường tới ngã ba Dầu Dây phải không, mình chạy thẳng bên kia luôn. Ờ thì nhỏ cháu mình đi đi đường đó, đi đó là không kẹt xe nữa. Đi đó không kẹt đi, xe đi đường đó không không gần bằng thằng Sóc luôn này. Vậy đó hả tụi em. Cái kia là thẳng qua Dầu Dây bên kia. Dạ, là rồi. Nó đi dẫn vô cao tốc. Dạ. Nó đi cao tốc vô xe Honda nó đâu cho đi đó. Không không đường đó, đó là Honda ấy gì hết trơn nè. Đường nào đó thì em không biết nhưng mà nói vậy đó. Đây, nhỏ cháu nó nói chỉ dạ. Đi đường đó nó không gần. Nó đi đường đó gần mà gần mà lại không có kẹt xe nữa. Anh Thiện đi lạ mất công đi vòng 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 cho chết dịch luôn. Thì đó anh Thiện anh cứ sợ đi đường lạ rồi cứ chạy hoài rồi bị lạc. Nếu vậy cũng được. Nếu vậy mình đi ra lại đâm qua chân bò đi ngang đó đi đâm thẳng qua đường luôn đó cũng được. Dạ. Chắc về kỳ này. Nãy giờ bà nghe. Lỗ tai nhá. Dạ. Chưa có hả? Chưa có lỗ tai hả? Trời ơi, phải sợ lỗ tai đi. Sợ dạ. Mình năm ấy giống rồi để lớn rồi. Bây giờ nó bấm điện tử. Dạ đúng rồi. Bây giờ bấm điện tử nhẹ. Em sợ nó đau á, còn nhỏ sợ nó khóc á, để lớn lớn thì nó biết rồi. Ồ, sợ hồi lúc mới sinh ấy, bởi vì là nó không có đau. Dạ. Hồi nhỏ sợ, ai cho ba mẹ nó sợ mà nó thấy không ngay, nó bỏ đeo lại cho nó bứt. Thấy nó hơi bị xéo không bên. Dạ. Dạ xong rồi cắt giờ cho mấy đứa nhỏ nó đi học không? Rồi chúc anh coi như sang năm không? Phát tài được không? Rồi có vốn mà cái làm thêm cái hàng rào đây là cái nhà của anh nó tăng lên 2 tỷ. Dạ chị Út. Hơn chút năm nay coi phát tài lên làm cái hàng rào bự như vậy là cái là nhà lên 2 tỷ chứ không còn bị mấy nữa, không còn bị 8 nữa, 2 tỷ luôn. Cái mận cao nè, cái mận nó cao bao nhiêu, nó quá chừng nụ luôn. Dạ nó đang ra.